Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Anh cứ bảo là anh Mèo Pèo ơi, dạo này anh Mèo Pèo không chơi cái chuyên mục parkour cùng Cindy nữa à. Đó, thì thật sự bây giờ là rất là nhiều map cấm Cindy các bạn ạ, cho nên mình cũng không thể nào dùng Cindy được. Và chưa kể là những cái map mà dùng Cindy được thì nó là khá là cũ rồi đó. Nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay tôi mới tìm được một cái map có tên là map parkour Cindy luôn đấy. Map parkour dành cho Cindy luôn các bạn ạ. Có 20 level mà ủa. Tại sao map parkour dành cho Cindy bởi nhìn nó dễ vậy? Trời ơi, nhìn như kiểu có 3 ô, 4 ô bình thường bạn ạ. Ủa sao dễ vậy ta? Chưa có bình luận này. Ui, mắt này như chưa có ai tải hay sao bạn ạ? Wow, hình như là có một mình tải mắt này hay sao bạn ơi? Ok, thì hôm nay chúng ta chơi thử cái map parkour Cindy của bạn là Lini Chan, mới chỉ có 16 lượt tải thôi bạn ạ. Để coi thử xem map này có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ chuyện mẹ và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ bè bạn nhá. Map có 20 level. Vì mà vừa vào cháy nhà rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi vừa vào cháy nhà bên này, trời ơi, cháy hết tôi còn đâu. Ủa mày bỗng mày xây nhà kiểu gì? Ok. 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 Map. Ôi rồi ôi, map parkour cùng Cindy nhưng mà lại cấm Cindy bạn ạ. Hôi hỏi chấm luôn á. Ô thế thì tôi thấy VIP Pro rồi, ok luôn. Thế thì nó lại VIP Pro quá bạn ạ. Ôi rồi ôi luôn. Ôi rồi ôi. Map parkour cùng Cindy nhưng lại cấm Cindy bạn ơi. Cấm thần thú này. Map tên là parkour Cindy nhưng không được dùng Cindy nha. Ủa thế là tên là map parkour cùng Cindy làm gì vậy ba? Ok luôn á, tôi cũng không hiểu lắm bạn ạ. Ủa thế cái yếu tố nào liên quan đến Cindy vậy? Ui, đặt tên cuối lửa bạn ạ. Trời ơi, đặt tên câu view, đặt tên câu lượt tải. Thật là mình cứ tưởng có Cindy, tôi không thể đọc nữa. Tôi không thể đọc thông tin đấy bạn ơi, cay thực sự bạn ơi. Ôi dồi ôi, vừa vào còn cháy đấy cơ bạn ạ. Là mình cứ tưởng ôi dồi ôi, sao chơi đến cháy này. Ok. Bà sao lại cháy rồi nhở? Ok. Đừng bảo là lava bốc từ đây lên cháy được nhá. Ảo vậy. Ồ, điêu nhở. Tôi cũng không hiểu vì sao lại cháy bạn ạ. Thôi kệ bạn ơi. Ảo thật đấy. Ô đây. Cấm Cindy thì chỗ này nhờ niềm tin à. Cái này chắc là bị cháy nhỉ. Mình nghĩ là cái gỗ ở đây bị cháy này. Chứ làm gì có chuyện chủ map cho nhảy từ đây qua đây được đúng không. Ờ chắc là cái chỗ bị cháy bạn ơi. Mình đoán vậy thôi. Đó ok luôn rồi. Parkour cùng Cindy nhưng mà cấm Cindy được đấy. Nước đi này hay đấy. Nước đi tôi cũng không ngờ bạn ạ. Mèo Pèo cũng không ngờ tới luôn á. Rồi chủ map chơi vậy thì mình cũng chịu. Ôi sao mình à, cái tinh thể phát sáng trông nhìn lấp lánh nhở. Đấy là ui rồi trông đau mắt thật sự. Ok luôn, parkour cùng Cindy nhưng mà lại cấm Cindy và tuyệt vời. Wow các bạn ơi, hay đấy. Rồi được đấy, thì khi nào mình sẽ ăn gì bạn. Ui rồi ôi, bảo sao lag bạn ơi. Nhiều kinh nghiệm bên này. Ơ kìa, 100 sao bên này. Ồ, 100 sao bên này. Ồ, ăn cái sao các bạn ơi. Ui, sao tự nhiên bắn nhiều sao nhỉ. Map này kiểu hỗn tạp vãi chở bạn ạ. Để khi nào tôi làm map parkour parkour xuống map nhưng mà không cho xuống map. Đấy, kiểu vậy bạn ạ. Để map parkour Cindy nhưng không cho dùng Cindy. Mình nhảy xuống đây mình ăn sao bạn ơi. Ăn sao đó, nhiều sao này mà không ăn phí quá. Quá nhiều sao luôn bạn ơi. Ủa mà thật mình cũng không hiểu tại sao chủ bãi cho nhiều sao nhỉ. Một đống sao bạn ơi. Ồ 900 sao bạn ơi. Wow. Bên kia mẹ ăn nốt để có thử xem lừa nghìn sao không. Ừ. Úi dồi dính. Đói. Cái này phải lên tầm khoảng 1.500 sao bạn ạ nhờ. Ăn hết rồi phải 1.500 ấy. Không biết là 2.000 ta. Nên là 2.000 chắc hơi khó. Chắc là không lên là 2.000 đâu. Nhưng mà mình nghĩ tầm khoảng 1.500. Tầm đấy. Ôi không được à. Ôi được có 1.001 bạn ạ. 1.001 gần 1.002 thôi. Ơ kìa. Ơ kìa, cái map kiểu gì đây? Trời ơi, map này còn... nó cay, map này còn không chết được bạn ạ. Ôi giời ơi, chủ map test map chưa? Alo. Thế thì em chịu rồi. Thế thì em chịu luôn rồi. Em chịu chủ map luôn rồi. Ôi giời ơi, bạn ạ. Ơ kìa, không cho dùng quyển dịch chuyển nữa. Ôi giời ơi, em lại luôn. Thế thì em chịu rồi. Vâng, thế thì chịu luôn rồi. Map không chết được. Parkour Cindy không có Cindy. Không xài được quyền dịch chuyển. Ôi rồi ôi luôn các bạn ơi. Bác này nó vi diệu vậy. Ok, mình nhảy từ đầu mẹ ơi. Thế là chúng ta chuyển qua thử thách parkour không được rớt bạn ạ. Rớt là coi như đi từ đầu luôn. Ôi quả bác vi diệu thực sự bạn ơi. Tôi lấy quyền dịch chuyển nào không cho dùng này. Ôi thế tôi không hiểu là chủ map không biết đã test cái map này chưa nhở. Ô cái này mình hỏi thật đã không biết là chủ map test cái map này chưa luôn á. Ảo thật các bạn ơi. Thế thì mình cũng chịu luôn bạn ạ. Ok thì Cindy không cho dùng Cindy thì cũng được đi.
Nhưng mà quyền di chuyển không cho dùng, mắt thì rơi xuống chết. À, rơi xuống không chết, đó. Rơi vào lava không chết, bạn ơi, bất tử luôn. Thế thì chơi bời gì? Ủa? Mình cũng không hiểu lắm bạn ạ. Ôi dồi ôi, chủ map chắc cũng kiểu xây xong để đấy bạn ơi. Ai chơi thì chơi, không chơi thì chơi các bạn ạ. Đó, tôi cũng ạ, à, chủ báo luôn đấy. Chứ cái pha này hơi bị căng. Ôi, bây giờ cái lưu điểm sinh này nó không có ý nghĩa gì bạn ạ. Đấy, lưu cho vui thôi. Chứ thật ra nó chẳng ý nghĩa ở đâu. Đó, lưu thì lưu, không lưu thì lưu bạn ạ. Không có ý nghĩa gì bạn ạ, ok, nhảy nghiêm túc đi. Bây giờ không được phép nhảy rớt bạn ơi. Nhảy rớt là chết các bạn ơi. Ồ, à không, nhảy rất là không chết nhưng mà coi như thua luôn bạn ạ. Hoặc là phải nhảy lại từ đầu, bị căng đấy. Trời, tôi cũng không hiểu tại sao chú bác lại làm cái mắt kiểu này các bạn ạ. Ảo thật đấy bạn ơi. Bơi lên, mày qua bơi lên được, ok. Rồi. Nhảy. Hey. Ờ, nhưng mà thật ra bác này mình nghĩ cũng không quá khó đâu. Thử thay parkour không rớt thì cũng được các bạn ạ, cũng ok thôi. Mình nghĩ là vẫn chơi được. Nhưng mà cái pha kiểu cái pha một kiểu map này không cho xài cái di chuyển này, mình cũng không hiểu tại sao lại cấm nhở. Tại sao lại cấm dụng cụ, mình cũng chẳng hiểu sao bạn lại cấm dụng cụ này, trong khi rơi xuống không chết. Tôi cũng không hiểu bạn ạ, thực sự là không hiểu. Mình vẫn đang cố gắng, đang nghĩ ra cách ở từ từ chỗ này một căng này, chỗ này mà rất là đi bụi này, không được rớt, chỗ này không được phép rớt bạn ơi. Lưu hồi sinh gần như không có tác dụng bạn ạ. Ô may quá không ra bạn ơi. Đầu tim quá các bạn ơi, đầu tim quá, đầu tim quá. Không được phép nhảy ra bạn nhá. Mình kiểm tra xem ở chỗ này có giấu cái gì không, biết đâu là đi đằng kia lại. Bạn hãy quay lại tìm cần gạt nhé thì vỡ mồm đấy. Ok này. Map gây lú cực mạnh các bạn ơi. Ok này, bất tử ở đâu này, dẫm vào gai này không chết đâu. Ôi trời ơi, chắc chắn các bạn luôn là chủ map còn chưa chơi cái map này bạn ạ, tôi khẳng định. Ôi chết rồi. Cái tên ở cấm thần thú bạn ơi. Cửa hàng thì không bán này, ôi rồi ôi, không thể click luôn. Cái tên, nhưng mà biết làm sao giờ bạn ơi. Rồi xong giờ sao lên giờ? Có cái phép thuật nào giúp mình lên nhở? Bây giờ địa ở đầu còn lâu cơ. Quyển đến chuyện mình không cho dùng. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại không cho xài quyển chuyển bận hả? Từ, mình thử đặt bốc nào. Ấy. Ui, không được luôn bận hả? Không được luôn, đó. Thử đặt cái này em nào. Không thể đặt khối vuông luôn, vâng. Không thể làm gì luôn bạn ạ, ảo cực cơ này. Để tôi coi xem có cái cách nào mà có thể. À, có cách bạn ơi. Có cách bây rồi. Đây rồi, có cách các bạn ơi, bình tĩnh nè, mèm béo có cách. À, ôi cái là lửa cháy này, đây rồi đó. Ui rồi ôi, IQ vô cực các bạn ơi đó. Tại sao mình không nghĩ ra cái này nhanh hơn nhỉ? Đấy, nếu chẳng may nhảy rớt mình sẽ chuyển trọng tài mình nhảy tiếp bạn ạ. Ui thông minh thực sự, anh nghe thấy không? IQ vô cực này đấy, cái khó lo cái khôn đó. Này thì bất tử, này thì cấm xin đi, này thì không cho dùng quyền di chuyển, ừ, này thì cấm thần thú, này thì cấm đặt block, còn cấm click luôn bạn ạ. À. Không hiểu sao luôn đấy, chắc chắn các bạn luôn chủ map chưa test map này. Ừ, đấy ok đó rồi, bây giờ mình sẽ chuyển lại bình thường này đấy. Chẳng bay nhảy rớt thì mình chuyển qua trọng tài bạn ơi. Ui đúng kiểu IQ vô cực, anh em nào thấy mèo béo IQ vô cực thì đừng quên để lại vlog cái gì. Khoan chơi sao nhảy nào, what the hell. Ui đừng quên để lại bình luận phím một và một like bạn nhá. Ôi chỗ này nhảy mình niềm tin à, ôi rồi ôi, chặn đầu mà còn nhảy lên một ô. Ui nhảy bằng niềm tin à, what the hell. Ui, cái này thật là nhảy được mà khó đấy, căng đấy bạn ơi này, chặn đầu mà còn nhảy tiến lên một ô thế này thì mà có hai block nhá, ở đây ba block thì còn nhảy được, ông là chơi quả hai block thì lên một niềm tin à. Ôi tôi cũng thấy vi diệu đấy. Ô chủ mang tay mắt cho đấy. Ôi ôi ôi, cái này thì thật ra không biết là có nhảy được hay không thì tôi cũng chưa rõ, nhưng mà ôi cái đánh đố nào à?
Nhưng mà thật ra thì bạn nào mà kiểu mới chơi hay là kể cả chơi trung bình như mẹ béo ấy là nhảy như này rất là căng luôn các bạn ạ. Đâu có dễ đâu. Ui dồi ôi, thế thì em chịu rồi. Ê rồi, làm kiểu này thì mình chịu rồi. Ôi, chịu luôn á. Hey, ôi sao lại có thể xây được kiểu này được? Cái này mình không bỏ qua nữa đấy. Bạn nào mà biết cách qua được chỗ này như nào thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Hai block, chặn đầu hai block. À, chặn đầu, nhớ chặn đầu nhá. Mà còn nhảy tiến lên một ô. Ui, nghe thôi đã thấy nó căng các bạn ạ. À. Đó, bật cái này để bật tường sao được, mà ở trên này cũng hai block luôn các bạn ơi. Ui, ảo thật đấy. Mình cũng nên chịu luôn các bạn ạ. À. Ôi chịu chủ map luôn đấy. Tôi không biết là chủ map đã thắng được cái map này chưa hay là xây lên cho vui thôi. Như kiểu xây lên ai chơi thì chơi, không chơi thì kệ các bạn ạ. À. Mà bạn này thấy gửi gửi map cho mình qua email như đúng rồi luôn. Ôi, bạn ơi, bạn đi ra ngoài hộ tôi cái, tôi test map sao bạn ạ. À. Ok, sorry bạn hoa dịu dàng nhá. Đó, mình test lại map phát cho nên bạn ơi, ok rồi. Chủ map rồi không, cho nó xây xong không test map rồi. Chết thật, chịu luôn bạn ạ. À. Quả này pha này bé bé cũng không đỡ được. Chịu 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 không bé bé không độ được rồi. Rồi. Ô kìa. Ô kìa. Ủa. Ôi cua đây. Ôi cua các bạn có thể xa. Ôi, một block, hai block, ba block, bốn block, năm block, sáu block, bảy block, tám block, chín block, có 10 block thôi. Có 10 block thôi mà còn đi đường thẳng nhá. Mà cũng phải cho hẳn xe lửa luôn. Úi rồi ôi, thế là xong một level rồi. Vâng, tuyệt vời luôn. Vâng. Vậy chúng ta có một level tuyệt vời luôn các bạn ạ. Level 17 quá là tuyệt vời luôn. Ôi, IQ đỉnh cao, IQ vô cực. Vâng, chỉ cần như vậy thôi chúng ta có một level. Ôi rồi ôi luôn bạn ơi, thế thì em chịu rồi. Khiếp thật. Ôi, quả map này vi diệu thực sự bạn ạ. Ôi, từ khi mà mình chơi parkour giờ tôi chưa thấy quả map nào nó vi diệu như này bạn ạ. Ảo thật đấy. Ok, bây giờ nhảy xuống dưới đây. Piu, con bò đây này. Ồ, con bò đang nhảy này. Ồ. Thật ra đâu cần này đâu nhỉ, đâu cần này đâu, nhảy xuống đâu có chết đâu đúng không, nhảy xuống đâu có chết đâu thì đâu cần cái này nhỉ. Mình cũng biết là nhảy xuống đâu có chết. Cái gì ấy. Ok rồi. Ô thôi cái này chắc là mình cũng chịu bạn, chắc là không biết bình luận gì đâu bạn ạ. Thôi chẳng nghe tôi lại bình luận 2 sao, 1 like, 1 2 like thôi. Tốt nhất là tôi sẽ không bình luận gì và lặng lẽ xóa map thôi các bạn nhá. Đó, anh em đừng có chửi bới thì chủ map đấy. Em mong rằng bạn chủ map mà có coi được video này thì lần sau là rút kinh nghiệm nhá. Mình bảo rất là nhiều lần rồi, anh em nào mà có xây map thì làm ơn là test trước dùm tôi cái. Bản thân mình có khi nhảy, có khi còn không biết là map lỗi như nào, chơi còn chưa xong map mà đã tải map lên rồi, còn đây còn gửi mail cho mình chơi, anh mèo béo chơi đi. Map này xịn lắm, map này hay lắm. Ôi dồi ôi, thế thì mình chịu bạn ạ. À. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ béo làm dù nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.